Ok, và xin chào tất cả những người trở lại với channel của mình. Thì sau clip Patrick Vieira ngày hôm qua thì còn hai con hàng nữa, đó là Dennis Bergkamp và Rosicky. Thì mình đã phân vân xem là làm Rosicky hay là Dennis Bergkamp, nhưng tuy nhiên thì một trong hai mình thấy là anh em quan tâm Bergkamp nhiều hơn. Thứ nhất là đây là một vị trí mà anh em có thể dùng được, còn Rosicky thì vì chị em mới thực sự là quá chật chội rồi. Còn ngày hôm nay mình mượn ad của anh Võ Đăng, nói chung là mình mượn từ ngày hôm qua, mình làm hai clip liền cho anh em xem, đỡ phải đi gọi là săn lùng những mượn ác khác thì mình lại mất thêm thời gian. Tiện luôn mình mượn của anh Võ Đang luôn. Và chúng ta đến với clip của Dennis Bergkamp. Nói chung là Dennis Bergkamp nhìn mình thấy nhiều anh em nhầm sang David Beckham anh em ạ, không hiểu. Nói chung là tuổi thì 33 nhưng mà nói chung là cũng rất già, bản là phiên bản này thực sự là Dennis Bergkamp mình thấy bản nào cũng già cả. Style Gritty Playmaker SS nhưng mà lại là style làm bóng. Nói chung là nó sẽ gọi là khá là đấy, đây lấn cấn đây, chỉ số nhận thức tấn công 90 thật sự cao nhá, nhiều tiền đạo cũng chưa chắc được như này đâu. Kiểm soát bóng 98 cực cao luôn, rê bóng 87, giữ bóng 94, chuyền thấp 84 thôi. Ok, nói chung là khả năng cầm bóng là tốt này, thực sự là chỉ số rất cao luôn, chuyền thấp 84 và chuyền bổng 78, chứ chuyền bổng có 78 nữa. Gritty Playmaker nhưng mà chuyền thì nó lại không thật sự là ấn tượng. Dứt điểm 85, dứt điểm 85 thì cũng ok, nói chung là không hẳn là cao. Với một nhận thức 90, dứt điểm 985 nó cũng cân cấn thật. Độ xoay bóng 82, ổn, độ xoay bóng ổn. Tốc độ 71 và bứt tốc 74 chậm. Lực sút 81, ok. Thăng bằng 80, thể lực 68. Trời ơi, thể lực 68 thì đá cái gì? Chỉ số rồi. Tần suất sử dụng chân không thuận là gần như không bao giờ này. Độ chính xác chân không thuận là cao. Phong phong độ vững vàng và càng chân tương là bình thường. Đấy, nói chung là cũng ok, cái này thì không quan tâm lắm. Skill sombrero tăng bóng qua đầu này, Socorro, Rodin killer cưới lòng từ xa, chip shot lốp bóng, Rodin rút tinh sút xa, rất nhiều skill để sút. Đúng là này kiểu thiên về tiền đạo nhiều hơn đấy các bạn. Acrobatic dứt điểm tư thế khó này, first time shot sút một chạm này. Ôi ơi, 2 4 5 cái skill để sút rồi, tung phát chuyền một chạm. Robot sinh chọc khe và Isaiah killer vẩy má. Chúng ta đang thấy một phiên bản của Gritty Playmaker nhưng mà rất nhiều skill để sút. Cũng đúng rồi, bởi vì nó SS thì nó là một vị trí giống kiểu tiền đạo lùi hơn một chút. Đó, mình thì hay quan niệm trong đầu SS là một vị trí mà tiền đạo sẽ chơi lùi hơn một chút. Nó sẽ bổ trợ cho vị trí CF bên trên. CF thì là tiền đạo cắm. Ở đây thì chỉ số lên Dennis Bergkamp lên 99. Mình nghĩ là anh Võ Đang đã căn chỉnh thêm một số chỉ số khác để phù hợp với anh Võ Đang hơn. Đó, nhiều anh em sẽ hỏi là mình cũng không rõ là con này có lên được 100 hay không anh em ạ. Nên là nếu mà anh em nào thắc mắc là tại sao không lên 100 thì mình nghĩ là đã căn chỉnh thêm một chút chỉ số khác để phù hợp với lối chơi của anh Đang rồi. Còn chúng ta thì cứ trải nghiệm xem là với cái chỉ số này thì Dennis Bergkamp liệu có gì nổi bật hay không. Mùa trước, mình nhớ mùa trước nhá, Dennis Bergkamp có một cái khả năng mình khá là ấn tượng, mình vẫn còn nhớ trong đầu, đó là khả năng sút cứa lòng cực kỳ ảo, sút nhất là sút từ xa, cứa lòng từ xa ảo kinh khủng luôn. Mùa này thì không biết là độ ảo nó còn hay không, nhưng mà mùa trước thì cứa toàn vào góc khó thôi. Mình cũng hay dùng Dennis Bergkamp kiểu như là bí quá ấy, mình toàn cho Bergkamp vào sân rồi cứa lòng từ xa thôi, chứ còn để mà kiểu solo kỹ thuật xong rồi là sút xa sút sủng thì Dennis Bergkamp nói thật sự là yếu. Patrick Vieira đến ra bản này được nâng cấp khả năng tấn công tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là khả năng chuyền ra hai cánh, mình có nói clip ngày hôm qua. Bản này cũng khá là ấn tượng khả năng tấn công của Vieira. Còn Dennis Bergkamp thì đá SS thì mình đang thấy là hai cầu thủ bên trên của chúng ta là Dennis Bergkamp và Osimhen đang di chuyển khá là ăn ý ấy. Kiểu người chạy sang bên này thì người còn lại chạy sang bên kia, chứ nó không kiểu bị dẫm chân đâu. Ôi tốt này, đội bạn lên bóng quả hay luôn. Vlahovic, ôi rất nhẹ nhàng. Tình huống mà đánh bại Pinchek nó không thể đơn giản hơn. Đội bạn có một cái bàn thắng mà mình nghĩ là chắc là đội bạn cũng không nghĩ đấy là bàn thắng. Sút quả cực kỳ tinh tế đến từ vị trí của Vlahovic. Bây giờ thì mình vẫn chưa có nhiều cơ hội với Dennis Bergkamp để dứt điểm từ xa. Đặc biệt là cứ lòng từ xa vẫn chưa có cơ hội nào cả. Tốt luôn. Tốt luôn. Dybala. Dennis Bergkamp. Không được. Tình huống hơi ối rồi ôm một tí. Và là Bergkamp cần kiểm soát bóng 98 và đây là Dennis Bergkamp. Bây giờ thì mới có bàn thắng cho Dennis Bergkamp. Tình huống này thì nó chưa nói lên điều gì cả. Rất nhiều cầu thủ có thể làm được như này, nhưng mà thôi, chúng ta đã có một bàn đầu tiên để
gọi là góp vốn. Ủi góc máy cực kỳ đẹp đến từ vị trí của Konami. Ủi góc này như thật luôn này. Nói chung là mùa này được cái đồ họa cực đỉnh. Còn lối chơi thì vẫn nhiều ý kiến trái chiều. Cá nhân mình thấy thì bản năm nay thì Konami làm tốt. Tình huống này thì Bergkamp đi không nhanh nhưng mà cầm bóng cực chắc. Cứ lòng quả này thì 10 quả chắc vào 9, một quả thì vào lưới. Anh em thấy không? Bergkamp thì đang di chuyển nó rộng hơn là Osimhen. Còn Osimhen thì lại di chuyển cảm giác là nhạy hơn một chút ở vị trí tiền đạo cắm. Nói chung nó bổ trợ thôi. SS với CF thì hai cái vị trí này nó khá là ăn ý. Đó, mặc dù là vậy thì chúng ta trước đây chúng ta có một phiên bản SS nữa là của Bebeto thì phải. Nói chung SS cũng là một vị trí mà khá hiếm các tiền đạo. Chúng ta có Bergkamp và Bebeto thôi. À Rummenigge nữa nhỉ. Rummenigge thì lại là giống kiểu tiền đạo săn bàn hẳn rồi. Còn Bergkamp nó vẫn lấn cấn một chút, đó là làm bóng cho tiền đạo mục tiêu. Đưa bóng vào đánh đâu. Thì bóng có vẻ như giật mình. Tốt. Dennis Bergkamp nhuyễn này, hay luôn. Bergkamp sang bóng. Đưa bóng vào, Bergkamp xoay có pa, Dennis Bergkamp. Thật sự vẫn chưa có góc để mình cửa lòng từ xa anh em ạ. Tốt, tốt, trời. Chưa có góc để cửa lòng từ xa. Ơ kìa. Dennis Bergkamp, cơ ơi. Ui, cái này là cái mà mình đã nói từ đầu video. Thật sự là mình rất ấn tượng với khả năng cửa lòng từ xa của Dennis Bergkamp. Ở bản năm ngoái thì nó là một kiểu gần như là ăn vào rồi, bản năm nay khó hơn. Nhưng một cái góc như thế này thì Bergkamp vẫn ghi bàn được. Thì anh em phải biết là độ ảo nó như thế nào rồi. Một tình huống mà cứ chân không thật sự tốt nhưng đường bóng thì quá là ok. Rồi Bergkamp đã chứng minh được là mùa năm nay thì anh vẫn không bị thọt đi cái khả năng cửa lòng từ xa. Thật sự là mình, đúng là mình chỉ ấn tượng nhất của Bergkamp về đó là khả năng cửa lòng thôi. Còn như cái là thể lực tại sao người tốc độ, tốc đủng các kiểu. Cầm bóng thì mình không thực sự là quá thích ở Dennis Bergkamp đâu. Mặc dù là cầm bóng dính đấy nhưng mà mình cũng không thích lắm. Để so với việc là Ronaldinho cầm bóng thì mình vẫn thích Ronaldinho hơn. So sánh thì nó hơi cập cãnh nhưng mà quan điểm là chúng ta có quá nhiều cầu thủ, đặc biệt là như anh em mà nạp tiền để săn đấy. Với fan Arsenal bóc này mình không nói rồi, nhưng mà với fan khác thì liệu có nên xuống tiền để săn Dennis Bergkamp hay không thì nếu mà anh em sưu tầm thì ok, chứ còn để anh em mà dùng chính thì mình nghĩ là chắc anh em cũng sẽ ít dùng. Trận thứ hai thì cho Bergkamp sống lại với cái style Gritty Playmaker, một style mà khá hợp với vị trí mà AMF. Ờ, không SS nữa anh em ạ. AMF thì Bergkamp sẽ phải di chuyển nhiều hơn, làm bóng nhiều hơn. Nhưng mà khả năng chuyền hơi thọt. Thế bây giờ một mẫu kiểu làm bóng nhưng mà săn bàn. Nói chung đây là một phiên bản nó 50-50 kiểu tạp tạp. Cho hợp chất Gritty và cho hợp chất ghi bàn, chúng ta có được một dung dịch mang tên Dennis Bergkamp. Ôi, chuyền quả này là tốt nhưng mà Messi không đón bóng ạ. À. Trời ạ. Ôi dồi ôi. Bergkamp này. Lại một tình huống nữa truyền ảo nữa dành cho Messi. Nhưng Messi hơi chậm. Messi hơi chậm. Bergkamp bây giờ truyền hai quả hơi khét đấy anh em ạ. Khét đấy. Úi. Quả này thì hơi hiền. Thua tam sót quả đấy hơi hiền. Nói chung mùa này cửa lòng từ xa nó khoai hơn mùa trước rất nhiều. Điều này Messi kéo bóng. Khó nha. Cũng góc để truyền luôn. Ui, đội bạn bán bật tách tách luôn đấy. Tốt. Cánh đất choáng, cánh cực kỳ thoáng. Chris Coman, Coman đang có phong độ A. Mbappe rất đơn giản. Chris Coman kéo bóng và Mbappe bên trong. Lại là một trận đấu mà chúng ta phải dẫn trước. Khó đây, khó đây. Ờ, tốt, tốt. Messi hút người. Không phải. Ui. Mình quả đấy mình định truyền cho Messi cơ. Rồi bó vào trong nhưng mà lại đây này, đây mới là Messi hút người này. Dennis Bergkamp. Cú sút quá tín lên từ vị trí của Bergkamp. Trời ơi, sút như thế này thì ai chả ưng. Messi phát huy cái style deep line forward. Bergkamp thì góc rất rộng nhưng mà mình nghĩ là nhiều cầu thủ sẽ không sút được như thế này đâu. Bergkamp sút quả này là ngon này. Sút tuyệt vời đấy. Trời ơi. Mình nghĩ là cái đáng giá nhất của Dennis Bergkamp nó là khả năng dứt điểm.
chuyền thì mình thấy úi, chuyền thì mình thấy không thật sự là quá ảo. Đi bóng thì cũng hơi khó, đi bóng thì cũng cũng ổn thôi, nhưng mà mình là ít đi bóng. Kỹ thuật thì có mỗi sombrero tăng bóng, có mấy khi dùng được đâu. Thế thì thành ra là phế, cũng coi như là phế kỹ thuật đi. Chúng ta còn lại là khả năng dứt điểm khá là tín từ vị trí của Bergkamp. Tuy nhiên anh em nhìn xem thể lực, hiệp 1 đã hết sạch thể lực rồi, bây giờ còn được 1/3 cây. Đã đấm cái gì, giờ mới có phút 48-50 thôi. Một phiên bản mình nghĩ là nếu mà có skill siêu dự bị nó ok hơn đấy anh em ạ. Thể lực yếu như này thì có siêu dự bị vào sân từ hiệp 2 nó sẽ nét hơn để săn bàn mà. À, tiếc nhỉ, giá mà có skill siêu dự bị thì nó lại khét hơn rất nhiều. Tốt luôn, tốt luôn, tốt luôn. Bergkamp đã A10F thì di chuyển khá là rộng, cũng ok, nhưng mà thể lực thọt quá. Nói nữa là nó cũng phải công tâm một chút đấy anh em ạ. Sút thì hay thật, nhưng mà những cái còn lại nó khá là thọt. Để so với KK thì chắc là Dennis Bergkamp không ăn thua, đưa bóng xuống. Dennis Bergkamp việt vị thì phải, hơi tiếc. Ôi, Oliver Kahn chuyển cho Drogba, hơi khó hiểu trong một tình huống thật sự là liều lĩnh. Anh em thấy Drogba nhanh nhạy chưa, một tình huống mà chớp thời cơ cực nhanh. Hiệp 1 thì Drogba không có nhiều cơ hội. Đánh đầu, đội bạn cũng nhanh không kém, hai đều. Ôi trận này điên nhá, trận này cực kỳ điên. Cứ có bàn thế này thì Messi đưa vào trong. Messi bắt được kìa. Lại có mùi thủ môn lên đồng đấy. Khét đấy, mùi khét anh em ạ. Bergkamp cạn thể lực rồi, đen xì rồi. Nói chung là đây là một phiên phương án mình nghĩ là đẩy lên trên thì sẽ đỡ tốn thể lực hơn. Đã mới ép bắt pressing nhiều quá. Thể lực nó cầu một cầu thủ 33 tuổi đã mới ép thì hơi thốn. Bergkamp đưa bóng sang bên kia này. Tốt. Trời ơi. Phút 85 rồi. Tốt. Vieira vẫn tín lắm. Dennis Bergkamp nào, kiếm quả golazo. Không được. Hết, chả nhẽ hết cơ hội ta. Ơi. Bruno. Không được. Vẫn còn. Bruno. Đưa bóng vào, đánh đầu. Golazo là đây chứ đâu. Chúng ta lại một lần nữa phải nhờ đến Didier Drogba. Phút 90 luôn. Cầu chấm hết cho đội bạn. Nói chung là Bergkamp thì mình đánh giá đây là một cầu thủ với fan Arsenal thì không nói, nhưng mà với những cầu thủ mà fan trung lập như mình thì mình nghĩ là mình sẽ không săn Bergkamp đâu. Bóc này thì mình nghĩ là đáng giá nhất là Patrick Vieira rồi. Bergkamp thì hơi yếu anh em ạ. Bergkamp hơi yếu, ngoài khả năng dứt điểm tốt thì còn lại hơi yếu. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Trận này đội bạn ao luôn ạ, sao không để kết thúc trận cho nó đẹp. Bye bye. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.